Tối qua ngày 12 tháng 10, các nghệ sĩ Vũ Công đã tham gia tập luyện cho chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Việt Nam Stronger mùa đầu tiên với chủ đề Giấc mơ phù đổng do báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giấc mơ của những bậc tiền nhân cho thế hệ kế thừa. Các ca sĩ nghệ sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Bella Vũ, nhóm thiếu nhi CC, các nhóm múa là những người đầu tiên tham gia chạy chương trình. Theo đạo diễn Lê Việt, mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. Các nghệ sĩ nhóm múa sẽ cùng nhau tập trực tiếp trên sân khấu để phối hợp với việc dàn dựng âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu. Ban tổ chức chương trình Việt Nam Stronger cũng hòa ca bài hát Sống như những đóa hoa nhằm lan tỏa thông điệp của chương trình. Các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ tiếp tục tổng duyệt trong sáng nay ngày 13 tháng 10. Sau đó, ban tổ chức sẽ kiểm tra lại toàn bộ phần sân khấu khán đài trước khi chương trình diễn ra. Đặc biệt, khu vực đón khách sẽ có sự xuất hiện của ban nhạc dân tộc với các nhạc cụ truyền thống được làm từ tre như sáo trúc, đàn tơ rưng, cùng khu vực triển lãm trưng bày hình ảnh các dự án thiện nguyện đã hoàn thành của hai đơn vị tổ chức là báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ bắt đầu từ 19 giờ ngày 13 tháng 10 tại nhà hát Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.